Thang này mình xử lý cái gì như thế nào thầy? Chẳng có xử lý gì đó. Thường người ta cũng phải ngâm một bữa, nhưng mà mình đây mình thấy nó cũng bình thường, nó tự ông lò đưa ra thôi, mình thấy khỏi phải mất công qua giai đoạn đó. Nhưng mà mình mua than gì thầy? Than đước, than củi gì không thầy, hay thế nào? Than thì nếu mà dùng được là than nhãn, than cày, than cám, còn cái than đước là không xài được. Than dầu không xài được. Dạ. Những than loại nào mà nói chung là nó xốp nhẹ. Xốp nhẹ. À, mà nó ít có vết răng nứt. Ít có vết răng nứt. À, dạ. Đó thì loại đó mình xài được. À, vậy là một cái kinh nghiệm để chọn than. Em thấy là than nhẹ là rẻ tiền nữa thầy. Mà dễ đập nữa. Mà cái này là thuộc loại than dụng. Để thế, nó rẻ tiền. Mình thay vì mua một cái than lớn là mình phải cắt. Mình chẻ nó ra nó mất công. Còn cái này là than dụng. À. Mà mình xài là không phải đậy nhóc chậu, mà nó chỉ có một lớp mỏng 1-2 phân thôi, thì vậy là mình chỉ cần bỏ bề mặt. À. Thầy, em có một cái suy nghĩ này mà bữa giờ em suy nghĩ á, là nhiều bạn nói là trồng than bị nấm trắng, em cũng bị luôn, em trồng cũng bị. Có phải là cái bí quyết đây là mình trồng nó ít như vậy, nó ít bị nấm trắng không thầy? Thật ra than mà trồng bị nấm trắng là khi mình tưới á. Dạ. Là mình tưới nó không ướt hết. Dạ. Bị tưới mà nó không ướt hết là ai bị cái nấm trắng trong cái viên than mấy cái rãnh. Dạ. Đó thì cái loại đó đó thì không có gì hết á. Bị cái viên than khi mà mình tưới, mình phải tưới chậm lại một chút. Dạ. Vì nếu mình tưới cái ào qua, cái nó rút được cái lớp ngoài thôi, còn trong ruột nó chưa. Dạ. Nó giống như cái rễ lan mocara vậy đó. Dạ. Thì mình tưới chậm lại một chút, hoặc là mình tưới qua. Dạ. Mình tưới lại, mình lướt 2-3 lần nữa, nó thấm hẳn vô cục than này, nó không bị. Đến nỗi cái chậu nước chảy không rồng. Còn mà cái cục than nó bự mà mình xịt vô nó chảy ào thì nó mới bám bề mặt, nó chảy rồi nó rút được có chút xíu à. Dạ. Thì mình quay lại kia đây cục than không queo. À. Thì cái đó nấm mới có, chứ còn mình tưới thật ướt mà không có nấm. Vậy là cục than bự cũng không tốt phải không thầy? Than bự quá thì nó cũng đâu có làm ướt than lẹ. Than bự quá nó làm ướt không nhanh. À. Một mặt nữa là do nó giãn nở. Khi nó giãn nở nó nứt cái cục than ra thì nó làm chấn thương rễ. À, chấn thương rễ. Ờ, em nghe mỗi lần tưới nó nghe bốc quá thầy. À. Cho nên là cục than lớn thì thường bằng ngón chân cái người ta chỉ bỏ dưới những cái chậu 17, 18, 19 rồi đó là người ta bỏ lớp đáy. Dạ. Còn bên trên thì cũng bằng tay cái khoảng 1 phân vuông. Khoảng 2 năm về trước cái phong trào vỏ thông mà nó chưa thịnh hành đó, em thấy nhiều bạn trồng than cái cục bự và cái nắm tay rồi. Đúng rồi, bỏ cục bự là dở lên là nắm trắng hết ở dưới luôn. À, tại vì mình tưới nó rút không kịp. Dạ. Mùa mưa nó ít hơn mùa nắng. Với lại cái lớp này nó mỏng, mình tưới nó cũng dễ thấm hơn thầy ha. Dạ. Còn nếu mà nhiều bạn có hỏi đặt câu hỏi là có trồng than hết khúc này không thì cái đó là chắc dễ nắm trắng thầy ha. Nó không phải dễ nắm trắng, nhưng mà khi mình trồng vậy nó ở dưới nó không có nắm trắng đâu, ướt ở dưới nó không có nắm trắng. Dạ. Nhưng mà ở dưới là cái độ ẩm quá cao. Quá cao hả? Độ ẩm ở trong cái chậu mình cơ cấu như là chỉ độ ẩm trong cái phần trống, phần không khí. Dạ. À, có độ ẩm. À, còn cái bề mặt của cái giá thể ở đây là mốt thì nó chỉ có cái ngoài bề mặt thôi, nó không có rút vô bên trong. Còn nếu mình dùng than mà nó rút luôn ở trong cái than thì trong đây nó trở thành là quá ẩm. À. Thì nó dễ bị nhũng rễ. Thối rễ thầy ha. À. Dạ. À. Cái bữa nhiều bạn coi là cũng ngạc nhiên là kể cả em luôn là dùng cái lớp than rất là mỏng. Vậy thì nó đạt tiêu chuẩn. Đó.